Một nguồn tin tiết lộ trên kênh podcast Meet the Movie Press rằng hãng 20th Century Fox đang rất muốn chiêu mộ Angelina Jolie cho X-Men Dark Phoenix. Đây là phần tiếp theo của loạt phim dĩ nhân sau X-Men Apocalypse năm 2016. Nội dung tác phẩm tập trung vào nhân vật Jean Grey, Phoenix của Sophie Turner và dự kiến lấy bối cảnh thời gian thập niên năm 1990. Nguồn tin cho rằng bản thân Angelina Jolie cũng đang cần một cú hit tại phòng vé sau khoảng thời gian được báo chí nhắc tới, chủ yếu thông qua cuộc ly hôn ồn ào với Brad Pitt. Thời gian qua, Angelina Jolie tập trung làm đạo diễn cho tác phẩm điện ảnh mang đề tài diệt chủng First They Killed My Father, A Daughter of Cambodia Remembers năm 2017 tại Cambodia. Giờ cô rất muốn có màn tái xuất hoành tráng trước ống kính và X-Men chắc chắn là lựa chọn không tồi tại thời điểm dòng phim siêu anh hùng đang là mốt thời thượng ở Hollywood. Song để chiêu mộ được Angelina Jolie không hề đơn giản. Với Maleficent năm 2014, hãng Disney đã từng dốc hầu bao một khoản lên tới gần 20 triệu đô la Mỹ cho minh tinh này. Do đó, nguồn tin của Meet the Movie Press cho biết hãng Fox cũng đã chuẩn bị sẵn phương án B là Jessica Chastain. And high-profile talent. Sau gần một năm chờ đợi, khán giả đã có thể xem được những đoạn trích đầu tiên của live action Tokyo Ghoul, tạm dịch Ngạ Quỷ Tokyo, sản phẩm chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng của tác giả Sui Ishida. Đoạn trailer 3 phút hé lộ câu chuyện về cậu học sinh cấp 3 Ken Kaneki, Masataka Kubota thủ vai, sau khi bị Ghoul, loài quỷ ăn thịt người tấn công đã trải qua thời kỳ biến đổi trở thành nửa người nửa quỷ. Liệu Ken có thực sự sẵn sàng cho cuộc chiến ở giữa hai thế giới khác biệt? Tokyo Ghoul là phim điện ảnh chuyển thể từ bộ manga kinh dị giả tưởng đã bán ra hơn 22 triệu bản trong vòng 3 năm 2011 đến năm 2014. Phim điện ảnh Tokyo Ghoul được ấn định phát hành vào ngày 29 tháng 7 tại Nhật. Sau đó phim sẽ tiếp tục phát hành ở 24 nước khác, bao gồm cả Việt Nam.